quý vị và các bạn thân mến, trong chùm cảm xúc về bốn mùa của nhạc sĩ Ngô Cảnh Chiếu thì chúng ta đã đi được ba mùa rồi. Đó là hai ca khúc về mùa xuân, hai ca khúc về mùa hạ và một ca khúc về mùa thu. Và tiếp nối chương trình thì sẽ là một ca khúc nữa viết về mùa thu. Ca khúc Thu Ca sẽ được gửi đến tất cả quý vị và các bạn qua phần biểu diễn của ca sĩ Duy Quỳnh. Một tràng vỗ tay cho ca sĩ Duy Quỳnh với ca khúc Thu Ca thưa quý vị. Duyên Quỳnh với phần biểu diễn vừa rồi.